Mày thấp quá hả? Thuốc. Ở chỗ kia cây thuốc kìa. Cái hồi hộp thuốc. Đẹp quá không? Đẹp à đúng không? Bắt đầu họ vào lại rồi đúng không? Alo, xin chào mọi người nha. Nghe rõ chưa? Xin chào Nguyễn Thành nhé. Xin chào mọi người. Chào 24 người đang xem nha. Chào Hoa Lan Ngọc Quang nè. Chào Nguyễn Vũ. Ok rồi anh ạ. Anh cảm ơn nhé Nguyễn Vũ nhé. À, gặp vấn đề quá khó khăn. Đối với Xuân Hùng về kỹ thuật là khó khăn rồi. Vấn đề. Hay là loa mình bị cái gì? Cả nhà ơi, chắc cả nhà nghe tạm, có khi máy gồm mà chào chào Lê Ngọc Hùng nhá. À. Vậy là do máy gồm mà có vấn đề là chắc phải đổi máy rồi cả nhà ơi. Xin chào Hiếu Trần nha. Alo, xin chào mọi người. Rồi. Chào Phan Tiến Bình nha. Nếu bữa nay máy có sự cố thì Hùng chỉ mời mọi người ngắm hoa thôi. Tâm sự với mọi người thì Hùng xin để lần sau nha. Chứ bây giờ biết làm sao giờ. Tình trạng máy bữa nay chắc phải nói tiền rồi. Ok, chào Nguyễn Thành nha. Anh cảm ơn em, chúc em nhiều sức khỏe nha cả nhà. À cả nhà ơi. Cả nhà có thể sẽ nhiều lên được nữa không ạ? Hồi nãy Hùng thoát ra, bây giờ số lượng tương tác là ít quá. Đây có lẽ là sự cố lần đầu tiên trong livestream của Hùng nha. Cả nhà nhìn có rõ không ạ? Lại đang phát trên hai kênh. Linh ơi! Đẹp quá đúng không cả nhà? Nguyễn Thành ơi, khỏe không em? Rõ chưa? Xin chào ca nhé. Ô, xin chào, xin cảm ơn. Buổi trưa cho nên hoa ngủ mất rồi cả nhà ơi. Coi nó cũng không được đẹp lắm đâu. Cả nhà tích cực đi ha. Buổi trưa hoa nó cũng ngủ mất tiêu rồi. Nhưng mà vì không quay á, thì ngày mai hết cơ hội xem. Xin chào 42 người đang xem. Đó, cả nhà cứ tùy xem chấm điểm Á Hậu nha. Cổ phiếu bên Á Hậu chắc rất tốt đúng không cả nhà? Ai đang có Hồng Á Hậu thì cũng chúc mừng nha. Hồng Á Hậu nhà mình nở rất là nhiều lần rồi cả nhà ha. Ok cả nhà. À, hôm nay do Hùng có gặp nhiều sự cố quá, có gì thiếu sót thì xin cả nhà thông cảm nha. À, xin chào Dũng Anh nè. Chào em giàu Tống Phong nha. Bữa nay sự cố nhiều quá do tình hình là điện thoại của Hùng bữa nay có vấn đề cả nhà nha. Không bị đầu hàng bởi vì kỹ thuật là cả nhà ha. Cả nhà thôi giờ đề nghị tích cực nha. Có sao xem vậy cả nhà nha. Xin chào Nhữ Lâm nha. Chào Thư Tình nha. Chào chị
gái Trần Thị Lê Thiên. Cả nhà ngắm Hùng Má Hậu nha. Máy của Hùng ở đây có vấn đề rồi, Hùng không có cách nào khắc phục được. Nếu cả nhà thấy nó không rõ cũng thông cảm giùm nha. Ok cả nhà. Hồng Á Hậu nở như này đẹp không cái vị ơi. Lê Tài đẹp quá anh ơi. Ok anh cảm ơn Lê Tài nhé. Xin chúc gia đình em nhiều sức khỏe nhé. Xin chào Mậu Châu nè. Chào Hồ Minh Tiết. Cả nhà ơi, cả nhà vào ngắm Hồng Á Hậu nha. Hồng Á Hậu nở đến giờ buổi trưa mà vẫn giữ phong thái được như thế này cũng là đạt ha cả nhà ha. Do bữa nay Hùng có nhiều sự cố nha, khá chàng công việc cho nên là giờ phải live buổi trưa. Nguyễn Đức Cô Chích tuyệt phẩm anh ạ, xin cảm ơn nhé. Cả nhà biết không, đây này Hùng cho mọi người xem một cái mặt bông này đó, cả một cái ngón tay của Hùng ở nhà nha. Một ngón tay của Hùng không hết nổi cả nha. Ok, một ngón tay của Hùng không hết được mặt hoa ha, mặt to lắm cả nha. Nguyễn Quý Sa nha, xin chào. Xin chào Adam nè. Chào Nguyễn Thanh Tuấn. Xin chào mọi người nha. Cả nhà ơi, cả nhà có thể share nhiều lên được không ạ? Tương tác chỉ còn có 56 người thôi. Xin chào Nguyễn Thanh Tùng nha. Chào Nguyễn Văn Tùng. Xin chào mọi người. Hồng Má Hậu. Có được không mọi người? Chào Thông Mai Vàng. Đấy cả nhà thấy không ạ? Hoa nở bói đầu ngọt. Ba hoa. Hồng làm cây làm mầm gốc. Mà chẳng ngay tính trước AB một chút mà ra hết hoa luôn. Nhưng mà điều lại cũng vẫn được ngắm hoa. Chào Hiếu Trân, chào Thanh Hà. Ok, xin chào mọi người nha. Hồng Mã Hồng. Xin chào Văn Tạo nè. Chào Nghĩa Văn Chu, tức là Chu Văn Nghĩa nha. Xin chào mọi người. Hồng Mã Hậu, cả nhà thấy yêu em nó mà. Cực kỳ đúng không ạ? Siêu phẩm Hồng Mã Hậu. Cho mọi người xem cả thân nè. Đó, cây nhỏ xíu đúng không ạ? Cây cũng thường thôi. Gọi hoài ta. Anh chào Văn Tạo nha, chào em. Tạo ơi, nghe anh nói có rõ hơn chút nào không Tạo? Cái máy chắc nó có sự cố rồi, gọi nói chẳng được gì hết. Ok, chào Đức Hoàng Anh. Xin chào mọi người nha. Xin chào Huyền Nguyễn nè. Vẫn chưa có giọng anh ơi. Thua rồi, bây giờ anh chỉ biết cho mọi người ngắm hoa thôi. Sự cố đầu tiên. Hình như anh cài đặt máy live trong phòng họp mặt nói trực tiếp diễn đàn. Chắc có lẽ anh bị nhầm, anh bấm vào đó rồi. Bây giờ anh không cách nào nãy anh thoát ra hết lần rồi mà giờ anh cũng chỉnh chưa được. Thôi giờ đành chịu vậy thôi. Cho hôm nợ lần sau nó tốt hơn nha mọi người. Cả nhà ha. Buổi trưa em chào anh trai Linh Đức nha. Siêu phẩm Hồng Á Hậu đây cả nhà ơi. Cực kỳ đẹp. Nếu ngày mai em nó còn khoe sắc, Hùng chỉnh máy xong Hùng sẽ like lại. Cả nhà nha. Nghe rõ rồi mà. Ok bác Tiền ơi, cháu chào bác nha. Ok rồi đó anh. Ô quá tuyệt vời, Nguyễn Gia Hiền không lẽ bây giờ tự nhiên nói hẹn gặp lại nhau nhé em. Dạ em cảm ơn anh Đức nha. Đẳng cấp đẹp lắm anh. Xin cảm ơn Huyền Nguyễn. Ok rồi anh nghe trong rồi. Ôi xin cảm ơn. Cơm Việt ơi, Hùng xin chào nhé. Do cài đặt máy like. Ok xin cảm ơn. Thực ra thì Hùng cũng nói thật với mọi người, trước khi vào LAN đó thì Hùng không có rành gì về công nghệ đâu, Hùng ít nhắn tin cho mọi người lắm. Nhưng mà từ khi mà bắt đầu chơi LAN đó thì đôi khi tương tác là trả lời tin nhắn là bắt đầu từ từ xin quen. Xong đến vào cái live stream này nè, thực ra Hùng trước kia không biết like gì đâu. Nhưng mà sau này thì từ từ cái Hùng làm nhiều lần nó cũng biết được những cái căn bản thôi, còn những cái sau là không biết. LAN Va đạt tiếng ngon rồi anh cảm ơn nhé, từ nãy giờ làm cuộc hứng của mọi người quá. Nhưng quan trọng là điều tốt đẹp là trong năm mới thì Xuân Hùng cũng giống như tất cả các anh em ở xa, bằng hữu xa gần không gặp được nhau đúng không ạ? Qua cái live stream này thì cho đại diện Vườn Lan Tuyết Hùng, đó là Xuân Hùng, gửi đến tất cả quý vị
tất cả những doanh nhân New Land trên toàn quốc, cộng đồng Facebook, những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn luôn hạnh phúc và thành công trong năm mới này, gặt hái được nhiều giá trị tốt đẹp nhất và luôn luôn hồng phúc hồng phát nha. Xuân Hùng cũng rất là hy vọng mình có thể làm ra được nhiều siêu phẩm hoa đẹp để đưa đến cửa sổ ánh mắt của mọi người ngắm nhìn, chiêm ngưỡng và chọn những dòng hoa lan đột biến để chơi, đúng không ạ? Ok anh Đức ơi, thị trường ấm lên rồi đó, bài tuyết mới rồi ngoài Bắc, ngoài ngoài phía ngoài thấy anh em hay giao lưu lúc có 3,5 triệu, bây giờ nó lên 10 triệu rồi đó anh, tốt rồi đó. Trinh Toán ơi, quá tuyệt vời, anh cảm ơn, chúc gia đình em hạnh phúc nha. Xin chào Nguyễn Mạnh, chào 48 người đang xem. Cả nhà có thể giúp cho Hùng vì cái sự cố hôm nay được những cái chia sẻ, những cái cào phím để mình tăng tương tác lên được không ạ? Mới có 47 người xem mà nãy Hùng thoát ra bắt đầu lại giờ. Anh dùng máy khác, vào trang cá nhân của anh xem là biết, kéo qua like trực tiếp. Ok, anh cảm ơn nhé. Để rồi anh sẽ mà xem. Dự kiến năm nay tháng mấy lên đỉnh anh Hùng, để anh em công ty em còn ủ mưu ạ. Em à, con số nhất định thì anh không dám lắm, nhưng mà theo dự kiến của anh á, theo 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 cảm nhận riêng anh nhé, còn anh không dám nói, khoảng tháng 6 là chuẩn nhé. Ok, tại vì là trước mắt là thị trường lan đang bắt đầu trở lại, và những cái dịch bệnh Covid bắt đầu là giống như cảm cúm thông thường, người ta đang chuẩn bị đi lại được, đúng không ạ? Thì sẽ tốt hơn. Xin chào chị anh Nguyễn Văn nhé. Chào Tuấn Vũ nè. À, đẹp lắm, cảm ơn. Chào anh Hoàng. Cả nhà có thể sẽ nhiều lên được không ạ? Sẽ nhiều lên để mình coi cho nó thích, đúng không ạ? Mọi người được ngắm và chiêm ngưỡng. Quá đẹp, đúng không ạ? Cái này nếu mà sáng sớm khoảng cỡ 8 giờ, 8 rưỡi 9 giờ mà Hồng Lai thì đẹp. Nhưng mà tại vì lúc đó khách nhiều quá nha. Em chào anh Đình Thạo. Vâng, em rất là cảm ơn lời chúc của anh. Và em mong nhiều điều tốt đẹp đến với gia đình anh. Ok Huyền Nguyễn nhé. Một tác phẩm, ok ạ. Xin chào Ngọc Vũ này. Ok, anh cảm ơn Ngọc Vũ nha, giúp anh với. Bữa nay thật sự là sự cố đầu tiên trong livestream. Lần này Hùng với gặp sự cố này. Thứ nhất là sự chuẩn bị luôn luôn hoàn hảo, mà không chuẩn bị được thì nó đã là cái dở. Cái thứ hai nữa là do Tết xong á, nó cũng nhiều cái lù bu. Cây livestream của Hùng thì hiện bây giờ nó cũng đã con phá gãy rồi. Xin chào cả Kỳ Anh Trần nha. Em chào anh trai Hùng Vũ nè. Hồng Á Hậu đây anh Hùng ơi. Siêu phẩm Hồng Á Hậu đây anh. Ok. Em chào anh trai nhé. Em gửi đến gia đình anh trai lời chúc tốt đẹp nhất. Dạ vâng ạ. Năm mới vạn sự nhí. Xin chào 61 người đang xem. Rất là cảm ơn mọi người. Mọi người có thể là sẽ nhiều lên nữa được không ạ? Thứ nhất là để khích lệ tinh thần của Hùng. Cái thứ hai nữa là đem đến cho mọi người tận mắt nhìn những siêu phẩm hoa đẹp. Để coi như là khích động tinh thần trong mùa xuân mới. Ok, cảm ơn chào Nguyễn Châu. Chào Ruri Nguyễn Trâm Anh. Xin chào. Xin chào 61 người đang xem nha. Cả nhà ơi, cả nhà có giúp Hùng, có thể giúp Hùng cào phím nhiều lên được không ạ? Giúp cho Hùng mà sẽ nha. Sẽ nhiều lên. Bác bán cây ý đi. Ok. Cái này Hùng chia sẻ cho Nguyễn Thanh Tùng ở Đồng Nai, ở Dĩ An. Hiện giờ là nó đang nằm tại vườn Hùng thôi ạ. Hùng còn nhiều cây khác nữa. Tại vì Hùng mua cây Á Hậu này trước đây mua của Mỹ Dung Hoàng Tuấn. Cách đây một năm Hùng mua là 1 tỷ. Hùng về Hùng làm bán ra được 17 tỷ rồi. Bây giờ Hùng cũng đang còn khoảng chừng vài 40 cây như thế này cả nhà nhé. Ok. Chào Nguyễn Ngọc Tuyến, anh chào em. Ok, cảm ơn mọi người nha. Chào Chín Nguyễn nè. Cho nên là nếu mà Á Hậu thì, và cũng đảm bảo một điều như này, nếu mà các anh chị, bạn bè mà tin tưởng giao lưu mua cây ở vườn Lan Tuyết Hùng thì đảm bảo nguồn một cách tuyệt đối. Bởi vì Hùng chấp nhận, có thể sống chậm, làm ra hoa ra rõ nguồn. Từ lúc này Hùng chia sẻ cho nên nó không có cái vấn đề mà lo lắng ở đây.
Ok Kỳ anh Trần nhá, anh cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em. Anh chúc đến đại gia đình em được nhiều sức khỏe này, vạn sự như ý nha. Nguyễn Quốc Đạt, Hùng xin chào, Hùng cảm ơn. Chào Tuấn Nguyễn. Xin chào VIP Nhật Linh nha. Ok, xin chào mọi người. Cả nhà có thể là sẽ nhiều lên cho bạn bè của mình xem đúng không ạ? Thậm chí có những lúc mà nếu mà sau like của Hùng, cả nhà cũng có thể sẽ nhiều lên để anh em được nhìn lại cổ phiếu Á Hậu để đoán hướng chơi nha cả nhà. Hồng Á Hậu thì nói về thân thủ thì siêu phàm, nói về làm kỳ trên thân thì cũng không đơn giản lắm cả nhà ha, cũng dễ xảy ra tình trạng ra hoa nhiều. Cho Bùi Ngọc Quang nha, xin chào Á Hậu xuất sắc luôn anh cảm ơn. Chào Khánh Phương, chào Thiện Vũ, chào Hoa Lan Trường Lưỡng. Những cây mà làm kỳ ra khó thì đồng nghĩa với việc số lượng nó chậm, mà chậm thì giá cả nó sẽ bị nhộn hơn, đó là theo suy nghĩ của riêng Hồng nha. Nếu anh chị nào có cái suy nghĩ khác hay hơn thì Hùng xin học và cảm ơn nhé. Ok, xin chào 63 người đang xem. Xin chào Lâm Đồng nè. Mến chào Cầu Trọng nha. Đấy, cả nhà có thể là chiêm ngưỡng ha. Ok, xin chào Cầu Trọng nha. Mình cả nhà Yêu Lan, thay mặt cả nhà Yêu Lan xin chào Cầu Trọng nha. Lâm Đồng ơi, anh cảm ơn lời chúc của em. Anh cũng mến chúc em đạt nhiều nhiều giá trị trong cuộc sống và gia đình luôn hạnh phúc nha. Xin chào Nguyễn Châu. Cảm ơn lời chúc của Nguyễn Châu và tất cả mọi người nhé. Cả màu và khuôn đẹp anh ạ. Ok, cơm Việt nha. Chào Lê Hữu Lợi. Hùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình Xuân Hùng. Hùng cũng không phụ lòng anh chị và các bạn, cũng như tất cả những bằng hữu xa gần, cô chú, những lại cũng gửi lại tất cả những ai đang xem live và những ai chưa xem live thì lời chúc tốt đẹp nhất nhé. Xin chào. Quá tuyệt vời đúng không cả nhà? Đây là hoa nở bói đầu ngọn đó nha cả nhà. Chứ nếu hoa thông thường thì chắc dữ nữa. Xin chào Nguyễn Hưng nha. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi vào buổi trưa như thế này nha. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào Nguyễn Ngọc Phong nè, anh chào em. Mến chúc gia đình em nhiều điều tốt đẹp trong năm mới. Ok Nguyễn Hưng, anh chào em. Để cả nhà theo ạ. Á Hậu nở căng đét là trưa hôm qua. Sáng nay 8-9 giờ Hùng định like nhưng mà do lý do khách đông quá Hùng không làm gì được. Và Hoa cũng gần ngủ rồi buổi trưa đấy. Nó cũng sẽ cụp lại nhưng mà Hùng tranh thủ like vội. Để đưa đến mọi người một cái ánh nhìn thân thiện về Á Hậu nha cả nhà. Kính mong cả nhà suy nghĩ tích cực nha. Xem những điều không hoàn hảo thành hoàn hảo nha. Cảm ơn mọi người. Chào Đức Vương nè. Ok. Cả nhà ơi, Lan Va Trọng Tín gửi lời chào và chào luôn Xuân Hùng, chào cả nhà luôn nha. Xin chúc phúc gia đình em Trọng, Hoa Lan Trọng Tín, công ty Cộng Tín, một doanh nhân trẻ tại đất Bình Phước. Cả nhà cộng đồng yêu Lan hãy dành tình cảm cho Trọng Tín, một người mới chơi Lan. Nhưng mà đặc biệt là phong thái của người doanh nhân trẻ này rất là lãng đạm, làm ăn kinh tế rất là giỏi cả nhà ha. Hùng mà cũng rất là ngưỡng mộ. Em ấy còn khá trẻ nhưng mà trong công việc, trong kinh doanh Hùng cũng có nhiều điều phải học hỏi em ấy. Chào Đức Phương. Ok Nguyễn Châu nhé. Hoa nở cũng rất là tuyệt đấy. Lần này nở bói đầu ngọn ba cái hoa, đáng lẽ 5 cái nhưng Hùng thấy cái cây nó hơi yếu nên Hùng đành phải bỏ đi 2 cái còn 3. Nhưng mà xem thấy cũng hấp dẫn. Nếu như được xem lúc 8 giờ sáng nay thì tuyệt vời hơn. Xin chào Lê Hữu Anh nè. Ok Trọng ơi. Đã là anh tài thì chân trời góc biển vẫn là anh tài đúng không em? Anh hy vọng là em và gia đình luôn luôn dùng cái tư duy tài ba của mình. Thứ nhất là tạo ra tài phú kinh tế cho gia đình mình. Thứ hai nữa, một phần nào đó lâu lâu anh em mình làm chuyến thiện nguyện cho bớt chút lộc để giúp cho cộng đồng và những cái mảnh đời bất hạnh.
thì điều tốt đẹp nhất. Đấy là cái mong muốn đúng không chồng? Ok, tinh thần đoàn kết bác ái đúng không ạ? Xin chào Đồng Tiến này, rất là cảm ơn hai trái tim của Đồng Tiến. Mến chúc gia đình Đồng Tiến được nhiều điều tốt đẹp, vạn sự tài lộc may mắn nha. Rất cảm ơn. Ok, anh cảm xin cảm ơn Đồng Tiến. cảm ơn Trọng nha. Vừa rồi anh cũng đi vét hụi chót cuối năm cách đâu 27 28 ở ngoài trường Minh Lập cũng vui lắm Trọng ơi. lên muộn xem vẫn đẳng cấp anh ơi. Anh cảm ơn Trường Lương nhé. Ok. Mình cứ hãy nhìn một cái khiếm diện tích cực nhất và những cái kiệt tác nào mà mình cảm thấy với ánh mắt của mình nó tốt là nó tốt rồi. Ok. Xin chào mọi người nha. Lâu quá Hùng không lên live có lẽ là tương tác cũng giảm nhiều. Thứ nhất, thứ hai nữa là bữa nay sự cố đầu tiên của Xuân Hùng lên live xong đăng mấy trăm like thì mấy trăm lượt tương tác thì Hùng lại tắt đi làm lại. Dạ vâng, em cảm ơn lời chúc tốt đẹp của chị Phượng đã dành cho gia đình em. Bên cạnh đấy, để không phụ lòng chị, em cũng xin phép đại diện Vườn Lan Tuyết Hùng, đó là Xuân Hùng gửi đến đại gia đình chị phúc lộc thành công trong cuộc sống, luôn viên mãn trong những giá trị cuộc sống mà mình mà cầu mong và mong muốn chị nhé. Lâu lắm rồi không thấy chú lên. Dạ vâng ạ, em thật lòng với chị là vừa thời gian qua em bận nhiều công việc, với thứ hai nữa là cũng thiếu sót cái chỗ là giao lưu cùng với anh em, cho nên kính mong mọi người hãy vui vẻ và tới đây Hùng sẽ sắp xếp lên live nhiều hơn. Ok Trọng Tín nhé. Anh nghĩ rằng với những tinh thần làm ăn, với sức trẻ phấn đấu như em thì thành tựu sẽ đến rất là nhiều và không có bạo lực nào ngăn cản được sự thành công của em trong lĩnh vực hoa lan nữa nha. Còn tài chính thì ok rồi. Cái nick container, Hùng cảm ơn. Hùng cảm ơn lời chúc tốt đẹp. A Di Đà Phật kính mong nhiều điều tốt đẹp đến với container. Ok Nguyễn Phượng ơi, em nhất định em sẽ lên live thường để cho mọi người đỡ buồn. Em hiểu rồi, em cảm ơn chị nha. rất là vui. Chị có thể share cho em nhiều hơn nữa được không ạ? Bữa nay em bị rớt live nhiều quá. em chẳng có động lực để nói. Cả nhà ơi, cả nhà có thể chia sẻ nhiều lên để cho mọi người được ngắm siêu phẩm Hồng Hoa Hậu được không ạ? Ok. Hoa Lan Ngọc Quang thường xuyên lên live cho ta tốt sôi động anh ơi, cho thị trường sôi động. Anh đồng ý chắc chắn rồi. Nay anh sẽ sắp xếp mỗi tuần anh lên nha, tại vì là thời gian qua cũng rất là có lỗi với cộng đồng Hoa Lan và những người hâm mộ. Xuân Hùng làm chuyện riêng nhiều quá, đất đai nhiều quá nha. Thì bây giờ Hùng bắt đầu sẽ nghĩ đến và sẽ làm tốt hơn để không phụ lòng những người trân quý mình và mình trân quý mọi người nha. Chào Văn Lập nè. Xin chào. Nếu có tiếng nói của anh em nhà vườn lớn thì rất là yên tâm. Ok chị ạ, em hiểu tâm nguyện của chị và suy nghĩ của chị, em cảm ơn chị. Ok Lan Va Trọng Tín, anh lên like nhiều hơn để chia sẻ cho anh em động lực phát triển nhé. Hùng hứa nhất định anh sẽ làm. Hôm nay sẽ là định kỳ hàng tuần, bởi vì cuộc chơi này nó còn dài. Đâu đấy còn những nhiều anh em đang còn bỡ ngỡ, những người mới vào đúng không ạ, đang có nhiều cái suy nghĩ nó cũng chưa được mạnh dạn lắm đúng không ạ. Ok có lỗi thì tại lỗi người ghi bạch tuyết đi. Ok em nhé, anh hiểu với em rồi, rất là cảm ơn. Ngày hôm nay tuy là lượng tương tác lâu ngày bóp còn là ít nhưng mà Hùng cảm thấy rất là chất lượng và xúc động, bởi vì những tình cảm, những tấm lòng của quý vị và tất cả các cô chú các anh chị đã dành cho Xuân Hùng, đấy là một điều là
Hùng Hùng xin phép được cảm ơn và trân quý. Hùng rất là cảm động. Ngày hôm nay Hùng cảm thấy là lỗi của Hùng rất là cao. Đúng là đợt này Covid quá nên anh em cũng sợ. Vâng chị Phượng ạ, đúng quá chị. Bởi lẽ là do dịch bệnh Covid đó. Đúng ạ. Hùng cảm ơn mọi người nha. Và chắc chắn thì Hùng gửi lời động viên đến mọi người nên yên tâm. Bởi vì dịch tới đây được đẩy lùi và chính phủ mình đưa vaccine về được nhiều. Những nhà lãnh đạo tài ba của mình đã biến cái dịch này có thể nó nhẹ đi thành giống cảm cúm thôi. Cho nên là giờ đi lại nó dễ dàng hơn thì mọi vấn đề sẽ tốt. Phong Nguyễn ơi, anh cảm ơn. Em cảm ơn anh Phong Nguyễn đã gửi đến gia đình em lời chúc tốt đẹp. Thì bên cạnh đấy em cũng đáp lại anh bằng tấm chân tình, cũng giống như sự trân quý của em dành cho gia đình anh, và gửi đến anh lời chúc phúc lộc thành công trong cuộc sống trong năm mới này anh nhé. Xin chào Hà Kiên. Cầu Trọng. Chuẩn quá đúng không Cầu Trọng? Đấy cả nhà thấy không ạ? Thì chắc có lẽ gần đây thì thị trường cả nhà thấy không ạ? Nó có nhiều cái điều biến động đúng không ạ? Mạnh đẹp quá anh ơi, anh cảm ơn. Xin chào Tạ Đức nè. cả nhà đang xem xin cảm ơn. Chào Tất Thành Nguyễn nha, Nguyễn Tất Thành. Chào em, chào anh trai Tuấn Anh nè. Thị trường vàng bữa nay sôi động quá đúng không anh Tuấn Anh? Chào anh Tuấn đại gia, chào chủ tiệm vàng của Trân Thành. Nguyễn Tiến Hưng, chào ông trẻ. Xin cảm ơn nhiều nha. Chào Trường Văn Ninh nè. Chào Đức Vương. Xin chào Minh Quân. Cảm ơn 57 người đang xem nha. Ok, Hùng xin cảm ơn rất là nhiều. Đối với Xuân Hùng mà nói thì sự bác ái và bao dung không bao giờ thừa. Và tình cảm của Xuân Hùng cũng muốn nói với quý vị là rất trân quý, rất mong muốn tất cả các anh chị, cô chú yêu Lan và cộng đồng yêu Lan được thành công viên mãn hơn. Tuyệt vời nhờ Trường Văn Ninh, anh cảm ơn nhé. Cảm ơn Hà Kiên nhé. Ok. Em chào anh yêu Tuấn Anh. Xin chào Nhân Hòa Nhạc Khoa nhé. Anh cảm ơn lời chúc của em. Xin chào Lý Vượng nè. Xin cảm ơn Lý Vượng, mến chúc gia đình Lý Vượng cùng tất cả anh em đang xem live luôn luôn có nhiều điều tốt đẹp và hồng phúc vòng mát trong năm mới. Chào Nguyễn Đình Hùng nè, Á Hậu giá sao em yêu ơi. Nó cũng tùy theo anh ạ. Kết thúc live nếu có nhu cầu anh gọi cho em rồi em sẽ trao đổi cùng anh nhé. Xin chào Hải Nguyễn. Đấy cả nhà thấy không ạ? Người ta bảo là phong độ chỉ là nhất thời đúng không ạ? Đẳng cấp sẽ là mãi mãi đúng không? Đây đang ví một loài hoa, cũng giống như ví những anh em doanh nhân làm ăn trên xã hội này cũng vậy đúng không ạ? Phong độ nó chỉ là nhất thời, nhưng đẳng cấp luôn luôn là mãi mãi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tình yêu hoa lan cũng giống như làm kinh tế về hoa lan và giống như nhiều ngành kinh tế mũi nhọn khác đúng không ạ? Những ai mà kiên trung đảm đang, những ai mà luôn luôn là kiên trì với mọi công việc thì thành công ắt sẽ đến. Đẹp quá vậy, giống cây của anh hả? Ok đấy anh. Xin chào Thần Nguyễn nha. Ok, Á Hậu rất là đẹp, Hùng rất là mê Á Hậu. Thứ nhất về thân thủ, quý vị biết không, những cây Á Hậu vườn Hùng nó đã đạt tới 1m75, 1m9 mà đang còn đi ngọn, xong rồi Hùng lại cắt. Và cây mẹ của cây này nè, ươm lần đầu tiên ra là khoảng chừng gần 80 cây cả nhà. Trong đợt này đang ươm hơn 80 cây nữa cả nhà. Chắc tới đây Á Hậu mình được nhiều. Hôm nay sáng mặt bông chút. Ok. Đúng rồi, ok ạ. Quân Tỏi, đẹp quá anh ơi. Ok, xin cảm ơn Quân. Trung Đình. Chào người anh hùng nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, tươi đời, cống hiến cho hoa lan nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn Trung Đình, Hùng sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng Trung Đình và những người yêu quý và hâm mộ Xuân Hùng nha. Chào Lan Trường Thủy này, đẹp quá anh, xin cảm ơn.
Vũ Thắng ơi, phê quá đúng không em? Phê quá đúng không anh? Anh Vũ Thắng ơi, hãy sưu tầm và những mặt hoa nào mình thấy phê anh nhá. Xin chào 55 người đang xem. Ui, đồng tiền rất là vui tính. Lan Trường Thủy, xin cảm ơn Hùng rất là hân hạnh. Nếu bạn có thời gian đến đây để chia sẻ kinh nghiệm giao lưu Lan, Hùng rất mong được học hỏi nha. Xin chào Nguyễn Đình Minh. Có bán không anh? Ok, nếu đủ duyên thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau, đúng không bạn? Thái Thanh Hải chuẩn bị úp úp gì ta, chuẩn bị úp chết là cái gì Hùng không hiểu. Thái Thanh Hải ơi, bạn viết gì á, hoa gì mà đỡ đẹp thế anh? Tư Lý ơi, cái này là hoa lan đột biến hồng á hậu nha, mặt bông này được gọi là hồng á hậu. À Nguyễn Đình Minh ơi, bán chậu bao nhiêu à? Mình sẽ là alo hoặc gọi điện sau nha. Trong live Hùng không chia sẻ bán hàng. Hùng sẽ dành cái thuần khiết nhất và những cái tinh thần vô dụng lợi ở trong livestream để giao lưu với mọi người. À là chuẩn bị thị trường nóng lên chưa anh? Có phần nóng. Cách đây khoảng 5 ngày thì thị trường có ổn lên rất là nhiều. Điển hình Bạch Tuyết đang lên một cách nhanh chóng cả nhà nha. Lan Trường Thủy, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Lan Trường Thủy. Hùng mến chúc cả nhà Trường Thủy luôn luôn tươi trẻ và hạnh phúc cùng thành công trong cuộc sống. À Vũ Thắng, à số điện thoại Zalo, xin cảm ơn Vũ Thắng, Hùng kiểm tra lại nha. Thiên Sứ, xin chào. Quá tuyệt vời đúng không cả nhà? Chào 60 người đang xem. À Nguyễn Đình Minh ơi, vườn Hùng ở ấp 65 Chân Thành Bình Phước. Nếu vào Google Maps search lên vườn Lan Tuyết Hùng thì sẽ đưa bạn đến nơi nhé. Cảm ơn Vũ Thắng nhiều nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, giờ chương trình ngắm hoa nó sẽ là kết thúc này cả nhà. À, ai đó có thể là xem chia sẻ cho bạn mà mình cùng xem nhé. À, em chào anh trai Trọng Hiểu nhé. À, rất là trân quý và mến chúc anh được nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Nguyễn Phượng, tuyệt vời quá các anh Nhu Lan ơi, em cảm ơn chị Phượng nha. Chị rất là đam mê lan. Vâng chị Phượng, thực ra thì lan nó có rất là nhiều cái giá trị. Ví dụ mình đam mê mình được ngắm hoa ngắm cây này, mình có thể chăm ra rồi mình chia sẻ giống này, cũng làm kinh tế được nha chị. Quá đẹp anh ơi. Hà Phạm ơi đẹp hả. Xin chào Trần Tiệp nè, Lan Rừng nhà mái nhà xin chào nha. Cái tên rất là thâm thúy, Lan Rừng Mái Nhà. Ok, xin chào. Chúc Lan Rừng Mái Nhà luôn luôn đạt được những nguyện vọng tốt đẹp của mình nha. Xin chào. Ok, mọi người ơi, bây giờ mình không ngắm lan nữa, mình ngắm Xuân Hồng được không ạ? Xuân Hồng nói vui vậy thôi. Hồng cũng xin phép được giao lưu với mọi người một tí, đúng không ạ? Xin chào Sang Tùng. Mọi người có thể nào giúp cho Xuân Hùng mà cái lượng tương tác nó tăng để Hùng chia sẻ chút được không ạ? Chị chưa có hậu đâu chú Xuân Hùng. Vâng chị, sẵn sàng chị, nếu có duyên chị đến vườn Xuân Hùng giao lưu, chắc chắn chị sẽ có. Ok, cảm ơn Quang Trần nhé. Xin nha Xuân Hùng, xin mời cả nhà uống trà nha. Mời cả nhà uống trà. À chào Vũ Thắng. Xin chào nhà vườn, chào mọi người, chào Văn Hải. Mến chúc Văn Hải được nhiều sức khỏe, điều thành công trong cuộc sống. Xin chào Tiến Tam Đảo nha. Cả nhà có thể giúp Hùng tăng số lượng tương tác lên tí nữa được không ạ? Bởi vì số lượng tương tác nó ổn hơn thì Hùng sẽ có động lực chia sẻ, biết đâu chừng mọi người đang tìm đâu đó một lý do hoặc là một giải đáp nhẹ trong hoa lan, đúng không ạ? Như vậy thì mọi người có thể là cho đi nhận lại được không ạ? Giúp cho Xuân Hồng thêm tương tác chúng tôi được không ạ?
À, quá, phải xoay hướng nào cũng không đạt. Mạnh Dũng Trần đã chia sẻ. Xin cảm ơn mọi người nha. Hùng cái văn hóa đầu tiên của Xuân Hùng mà dùng là văn hóa cảm ơn. Hùng luôn luôn biết ơn những cô chú, những anh chị, bạn bè thân hữu luôn luôn có những tinh thần cho đi và sẵn lòng giao lưu trên live của Xuân Hùng. Đấy là một điều Hùng cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Bởi vì sao ạ? Trong cuộc sống thì người ta nói cho đi sẽ nhận lại đó ạ. Cả nhà có thể sẽ lên tiếp nữa được không ạ? Để Hùng đi tìm một chút ánh sáng nhé. Cả nhà cứ chờ Hùng một giây nhé. Ô, cảm ơn, sáng hơn được chút rồi đúng không ạ? Xin chào Vũ Thắng nè. Hà Nội lạnh quá. Anh Vũ Thắng ơi, em nói thật với anh luôn là em thấy ngoài miền Bắc á, thì nó lạnh thật, nhưng mà không biết thế nào hay là em thích nghi được với cái lạnh. Em khoái nhất là cái lạnh của Hà Nội với ngoài Bắc là 12 đến 18 độ. À, có lần em sang Quảng Châu á, 13, 12, 13 độ, em vẫn mặc áo phông bình thường. À, cũng một lần em ra Hội Lan á, thì em ra tại Hồ Gươm ấy, thì là nó khoảng 18 độ, nhưng mà em cảm thấy rất sướng. Em ra quê mọi người cứ bảo em không biết thế nào, nhưng mà thực ra em chẳng bao giờ chuẩn bị áo lạnh cả. À, quý vị ơi, chị Nguyễn Phượng chúc cả nhà yêu Lan trên toàn đất nước năm mới thêm một sức khỏe vui vẻ hạnh phúc, cứ nuôi cây yên tâm nhé. À, lời chúc tốt đẹp, đúng là lời hay ý đẹp của chị Nguyễn Phượng. Em nhà vườn vườn Lan Tuyết Thùng là Xuân Hùng xin phép được đại diện cho những người đang xem live gửi đến gia đình chị Phượng, gửi đến chính bản thân chị Phượng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống và giá trị của hoa lan mà chị đang đam mê sẽ đem đến cho chị nhiều điều thành công hơn. Xin chào Việt Nghĩa nhé. Chào 90 người đang xem. Thì kính thưa cả nhà, vừa qua thì trải qua một năm đầy sóng gió và thăng trầm trong cuộc sống. Đối với thị trường hoa lan nói riêng và toàn những lĩnh vực kinh doanh trên xã hội nói chung, cũng do một tí dịch bệnh thiên tai đem đến cho chúng ta nhiều cái phiền toái. Cái phiền toái đầu tiên đó là gặp trắc trở trong kinh doanh, trong làm ăn, mọi thứ trên đà đao xuống, khiến cho những ai đã đầu tư lâu á và mới đầu tư cũng như là đang bắt đầu đầu tư hoặc là đầu tư ít nhiều đều gặp một cái từ khóa chung là khó khăn, là thất thu, là không đạt được nguyện vọng của mình, đúng không cả nhà? Nhưng mà Xuân Hùng cũng không ngoại lệ, nhưng không biết đối với tất cả mọi người thì thế nào, nhưng đối với Xuân Hùng thì Xuân Hùng chỉ đạt được một cái giá trị tinh thần luôn luôn lạc quan, luôn luôn biết chấp nhận. Đôi khi cuộc sống người ta bảo là biết chấp nhận thì thảnh thơi, mà hay buồn đời thì đau khổ. Đấy là những cái mà nó chất lọc từ những cái nghe nhìn những người thành công, nên Xuân Hùng mà ghi nhận cái điều đấy và cố gắng làm cái điều đấy. Kính thưa cả nhà, mỗi chúng ta trong cuộc sống ai cũng mong muốn là giá trị thành công viên mãn, đúng cả nhà? Ai cũng mong muốn là mình đạt được những điều tốt đẹp trong kinh doanh, trong làm ăn, nó gặp thuận lợi, đúng không ạ? Nhưng mà cái muốn ở đây nó thường đi ngược lại với chúng ta, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Nó sẽ trở lại với những ai đang còn cái bầu nhiệt huyết nóng trong cái kinh doanh mình chọn, đang còn một cái tâm huyết và sự nhiệt tình đeo đuổi đến cùng với ngành kinh doanh mình mong muốn. Đấy là nó sẽ làm ngược lại. Và tất nhiên thì hôm nay Trần Lân ơi, bạn có thể là nếu bạn thành công hay bạn tốt đẹp rồi thì thôi, bạn có thể nghe ha. Còn mình là con người văn minh lịch sự, khẩu nghiệp không tốt. Ở đây là những nơi mà chúng tôi đang giao lưu với những ai cần muốn nghe, muốn nói. Còn nếu bạn không thích thì thôi ha. Có tâm mắt có tầm,
Chúc anh trai và gia đình được nhiều sức khỏe. À, bạn có một cái đó thôi mà bạn cứ văng như vậy là không tốt đâu. Bạn đang giáo dục cho chính bạn là cái tư tưởng tồi đấy. Bởi vì sao ạ? Bạn dùng cái từ đó đối với những người không liên quan đến cuộc đời bạn để làm gì đúng không ạ? Xin chào Mỹ Linh. Chào Văn Lê Dũng. Xin chào Hiệp Trịnh. À, anh Lương Nguyễn ơi, anh có thể nói như vậy thì đó là cách nghĩ của anh. Còn đâu phải có lúc Hùng nói chơi lan là mọi người chơi lan, đâu phải Hùng vào chơi lan mới được 1,5 năm, 2 năm mà 2 năm mà, còn những người chơi 5, 10 năm trước mà. Cho nên là cái nhận xét của anh ấy thì nó cũng rất là đúng với quan điểm của anh. Em cũng mong muốn là anh ấy là nên suy nghĩ thấu đáo hơn. Còn chết hay sống á, thì bây giờ người còn còn chơi là chưa biết được cuộc chơi đã dừng lại đâu ạ. À, xin chào Lê Hương, chúc anh nhiều sức khỏe. Ok, có tầm nói đúng. Bạn hãy nhìn chính bạn, đừng phán xét người khác. Xuân Hùng không gián tiếp là kêu cái bạn nó chơi lan. Xuân Hùng cũng không gián tiếp là bán lan cho bạn ấy. Mà bạn ấy vào đây phán như thế không hiểu vì lý do gì. Trong khi bao nhiêu ngàn người đang rất là vui và rất là phấn khởi vì kinh doanh lan, hoặc là vì cảm ơn vì cây lan, hoặc cảm ơn Xuân Hùng, nhưng mà có cái bạn đó lại nói như thế. Không sao cả đâu ạ, đó gọi là xã hội. Hùng cũng học một cách nghĩ tích cực. Trên xã hội này không ai là người thập toàn hoàn mỹ, những cái giá trị trong cuộc sống là do chính mình tạo ra. Còn những ai đó có những cái tư tưởng tích cực thì tạo ra giá trị tích cực, mà tiêu cực thì sẽ tạo ra những giá trị tích cực. Nhưng mà hãy cẩn thận, mà đến lúc mà hối hận thì lại bảo tại sao, đúng không ạ? Cho nên là Hùng cũng xin động viên tất cả những ai trong ngành lan nói riêng và trong những ngành kinh doanh khác nói chung. Thì bây giờ chúng ta đang làm kinh doanh trong cái thời đại dịch, nó còn giữ được cái mạng là may rồi, đúng không ạ? À, cũng may, chào quê Nghệ An nha, cũng may là cái con Covid nó lại bớt hoành hành đi, đúng không ạ? Mà nó có thuốc, nhà nước là có thuốc để trị. Chứ nếu không thì là còn tai họa về con người, đúng không ạ? Còn đó là cái đại dịch năm nay là một cái biến cố rất là lớn, đứa con nít nó còn biết mà. Mà những cái người lớn rồi mà tư tưởng vẫn còn con nít, vẫn cứ đổ thừa, đổ lỗi tại thế nọ, bị thế kia, hay tại ông, hay tại bà, tại tôi, đúng không ạ? À, điều này Hùng đang nói một cách mạch lạc băng quơ nha, không ám chỉ, có không, không, không chửi ai đâu nha. Nếu ai mà có suy nghĩ khác thì suy nghĩ lại. À, Tuấn Năm Lê. À, chém qua nhiều, ừ chém cũng tốt mà. Bởi vì á là nếu em cảm thấy em làm được tốt đẹp hơn thì em có thể lên em chém nha. Kẻ nói có người nghe. À, ok, có tầm nói có chơi thì có chịu, các anh được thì ăn. À, bạn hưởng xuống thì bạn nói tại người này người kia, đúng chính xác. Thực ra Hùng không trực tiếp bán lan cho các cái bạn đấy, Hùng không trực tiếp gọi các bạn nó chơi lan. Hùng ở nhà Hùng, bạn ấy ở nhà bạn, nó bạn vẫn nói được như vậy. À, ok. À, Quang ta nói là kinh doanh ấy, là làm việc gì cũng vậy, cũng có lúc lên lúc xuống, lúc thăng trầm, đúng chính xác. À, Cầu Trọng cũng nói đúng, trâu buộc thì ghét trâu ăn. À, ok đấy, các bạn thấy không ạ? Các bạn dùng có một từ thôi nhưng mà có nhiều người họ đưa lại những cái thông tin như vậy, thì các bạn xem xét lại bản thân mình, đúng không ạ? À, muốn xét người thì tốt hết xét bạn trước đã nha. À, thế thì ngày hôm nay Hùng muốn nói với tất cả quý vị như này. Tất cả những sự việc xảy ra trong cuộc sống này nó đều đến một cái lẽ thường thường tình. Nó đều đến một cách rất là ngẫu nhiên, không ai đoán biết được. Nếu đoán biết được thì chúng lại là thánh, đúng không ạ? Cho nên là điều đấy là điều đương nhiên rồi mà. Cho nên là nếu nếu như chúng ta muốn trở thành một con người phi thường, những con người thành công vĩ đại, một con người có ích cho xã hội, trước mắt chúng ta phải là chỉnh lý cái đầu của chúng ta một cách là có ích. Có ích ở chỗ là luôn luôn suy nghĩ tích cực, luôn luôn tin tưởng vào ngày mai, luôn luôn bác ái với mọi người, à luôn luôn yêu quý và trân quý những dòng ngành kinh doanh mình đã chọn, đúng không Bùi Huy Lực? À, Nguyễn Ngọc Vương, ok, xin chào Vườn Trọng Mây. À, vâng chị Phượng ơi, em cảm ơn chị, đúng không ạ? Như vậy thì cả nhà thấy không ạ? Có những người bỏ ra kinh doanh, nhiều người kinh doanh lớn lao hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, rồi cuối cùng họ vẫn có những người bị phá sản mà, họ lại cũng về tay không mà. Nhưng mà tay không xong rồi họ có tư duy sẵn trong đầu, họ lại tiếp tục tìm cơ hội mới và lại làm lại và ngã ở đâu đứng dậy ở đấy. Không phải nói đến vĩ nhân trên thế giới như ông Donald Trump, tổng thống Mỹ đó cả nhà.
khi mà ông kinh doanh bất động sản thành công nhất ở nước Mỹ, thì lúc đó ông vào một cái thời khắc ông bị là suy thoái toàn cầu, trong nước Mỹ bị suy thoái lúc đấy, thì ông mới vào phá sản. Và lúc này người vợ yêu quý của ông Trump á lại bắt đầu là đệ đơn để ly hôn và đòi ông mới phải là bồi thường 1 triệu đô la Mỹ. Mà quý vị nghĩ đi, đang cái lúc còn khó khăn nhất, vật lộn với đồng tiền cuộc sống để vực dậy kinh tế đã chưa được, người thân yêu của mình lại rời xa mình nữa, và cuối cùng sao ạ, lại còn bị bắt buộc phải bồi thường 1 triệu đô la Mỹ. Cái điều đấy là một cái điều vô cùng kinh khủng đối với ông Trump. Nhưng mà ông ấy lại sao, ông trở thành tổng thống Mỹ, ông trở thành một người vĩ nhân mà ai cũng nói Donald Trump mà phải kiêng nể. Bởi vì sao ạ, ông Trump không bao giờ gục ngã, mà ông nghĩ là ngã ở đâu lấy tiền ở đấy. Và cuối cùng ông mới tìm đường hướng đi mới tích cực nhất, vẫn bồi thường đủ cho bà vợ yêu quý của ông ấy 1 triệu đô như mong muốn. Và cuối cùng ông mới chỉ một thời gian ngắn, ông đã làm lên một cái bất động sản lừng danh thế giới. Cả nhà thấy đúng không ạ? Đã lừng danh thế giới như vậy, và ngày hôm nay á, cái giá trị ông ấy thu về bằng cái quyết tâm của ông ngã ở đâu đứng ở đấy, và ông không khuất phục khó khăn á, thì những cái cuộc thi hoa hậu hoàn vũ của thế giới cả nhà, đó là ông Trump tổ chức và để giành những người gái đẹp, những người hoa hậu về cho chính ông ấy. Và cuối cùng ông luôn luôn là sinh ra những kiều nữ để làm những người con gái đời hậu duệ của ông về sau. Và đấy không phải là người ta chằng chịt mà nước Mỹ hôn nhân tự do. Cái thứ nhất, cái thứ hai, để ông ấy trả thù cho cái cuộc sống của ông, bởi vì chính ông là người được hưởng, mà tại cái người không hiểu ông cho nên mới gặp khổ, đúng cả nhà? Đấy, cho nên là đây là một cái câu chuyện thực tế, Hùng không thể nói thêm nói bớt được, mà mọi người đều có thể đa số đều biết được câu chuyện về ông Donald Trump. Đấy, thì ngày hôm nay Hùng muốn nói với mọi người như này, trong lúc Lan á đang gặp khó khăn ảnh hưởng do dịch, và có một số họ hiểu sai về vấn đề, họ cho rằng cây lan á là chỉ là cái cây giá trị ảo, cái cây để chơi thôi, người ta không mua nữa thì vứt đi à, không xào luộc ăn được. Và chính cái điều đấy họ mới đem họ đi, họ đăng lên họ bán rẻ, họ đăng lên họ bán, nó cứ bán được là mừng, bởi vì họ chỉ sợ là bán đi không có ngày mai á, không còn cơ hội để được sống nữa đấy. Và cuối cùng sao ạ, bán đổ bán tháo đi, xong bắt đầu nó ảnh hưởng đến thị trường, ảnh hưởng đến tất cả những người đang chơi một cách tích cực, xong ảnh hưởng đến cái giá lan. Họ có 10 cây à, mà họ bán phá, bán ảo, bán tháo đi, làm cho những người có 100 cây, 1.000 cây là bị ảnh hưởng. Xong bắt đầu chính những người tiêu cực đó là những người luôn luôn là đi chửi rủa những người chơi trước, những người đó luôn luôn oán trách, cũng thậm chí Xuân Hùng chẳng làm gì họ mà họ cũng cứ trách móc và chửi rủa Xuân Hùng. Người ta lên TikTok, người ta chơi, người ta nói vui đầy. Có một lần Hùng đăng phán trên TikTok thì có một vài anh em người ta đăng, người ta quay lên đó, và trong số đó có một vài anh em cứ lấy cái đó làm một cái gì giống như ý là cái gì ta, Hùng là hình nhân thế mạng á nha, bắt đền bắt vạ, xong cứ đè cái đó để nói chào thắng nhà may nha, chào anh. Và cuối cùng sao ạ, trong khi cuộc sống của Hùng và họ chả liên quan gì nhau. Thì đây là Hùng đang nói một cái câu chuyện để nói, tất nhiên các anh chị có phán hay nói Hùng cái gì thì cuộc sống của Hùng vẫn đang ở yên ở đấy, và cuộc sống của Hùng đang phát triển một ngày càng tươi sáng hơn. Mọi người cứ chờ đấy mà xem, Hùng nói thật nhé, Hùng nói được làm được, Hùng càng ngày càng phát triển, bởi vì cái não của Hùng càng ngày càng phát triển từng đêm luôn mà. Trong khi người ta đang lo sợ thì Hùng đang củng cố cái não vững hơn, trong khi người ta đang sợ sệt thì Hùng đang mua lan về trồng, trong khi Hùng họ đang lo lắng thì Hùng đang ngày đêm chăm sóc lan. Và thật lòng mà nói, mọi người có minh chứng điều đấy không ạ? Cộng đồng yêu lan trên toàn quốc có thấy Xuân Hùng đăng bán cây lan nào chưa ạ? Chưa có đâu ạ. Mặc dù Hùng có nhiều lan chứ đâu phải không có đâu ạ. Nhưng Hùng chỉ mong muốn rằng đó là thị trường, các bạn, các doanh nhân yêu lan trên toàn quốc đều là trách nhiệm và liên quan đến cuộc sống của Xuân Hùng luôn ấy. Bởi vì Hùng cũng chơi lan giống mọi người. Hùng không làm được điều gì lớn thì Hùng cố gắng là động viên khích lệ mọi người. Hùng không làm gì được cho mọi người, không cho mọi người được tiền, Hùng gửi đến mọi người lời tích cực để có thần kim thép hơn. Bên cạnh đó Hùng luôn luôn giữ vững lập trường lan vẫn còn ở đấy và lan đang phát triển. Đấy là những cái cống hiến và cái đóng góp á cả nhà, cái đóng góp chứ không phải là tiền ở đây. Vị yêu chít, ok, rất là cảm ơn vị yêu chít, là chúc tốt đẹp, chúc gia đình bạn được nhiều sức khỏe và thành công hơn. Xin chào Như Duy Đào, chào Đăng Thành, đúng cả nhà. Đấy, nếu như thay vì họ cứ oán trách, thay vì họ cứ móc mẻ, thì họ hãy là bình tâm lại. Người ta nói bảo bình tâm nghe lời khen, đúng không ạ?
Và cũng là bình tâm nghe lời trách thì người ta bình tâm lại, người ta cùng chăm sóc Lan, người ta cùng cống hiến với mọi người rằng Lan là số 1, Lan là tốt đẹp, thì cũng thị trường Lan nó mới tiếp tốt đẹp được, đúng không ạ? Nhưng chắc chắn là cũng chưa chắc cần những người đó. Và xã hội á, là nó luôn có sự đào thải. Trong kinh doanh không có cái ngành kinh doanh nào thập toàn hoàn mỹ, mà cũng không có một kinh doanh nào mà ai cũng thành công, mà nó sẽ có người thành công rất nhiều, thành công ít và thành công rất ít, và cũng như người thất bại, đúng không ạ? Và những ai đang nằm trong cái yếu tố nào đó thì mọi người tự biết cuộc chơi của mình rồi, đúng không ạ? Trong cuộc chơi làm ăn kinh tế, nó không dành cho những người yếu tim và nó cũng không dành cho những con người tiêu cực. Bất cứ làm ngành gì không phải là Lan. À, xin chào Công Vũ nhé. À, cảm ơn Công nha. Đúng rồi, Nguyễn Thị Thủy, Thủy Thị Nguyễn, đúng không? Bạch Tuyết đang lên giá. Và mọi người cứ còn ở đấy, chúng ta đã chết mất đâu. Kinh doanh đã, Lan đã vứt cho bò ăn đâu, đang còn nguyên đấy mà. Thì mọi người cứ chờ đấy, người ta cái chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, người ta bảo là để phán xét một sự việc nào đấy hãy để hạ hồi phân giải, đúng không nào? Còn người chơi Lan, còn thị trường Lan, chưa nói được ai đúng ai sai đâu. Cho nên đừng vội nói người khác. Hãy cẩn thận, mai mốt ôm hận đấy. À đúng, cảm ơn Trần Dũng lời chúc tốt đẹp nhá. Đúng cả nhà, hãy cẩn thận đấy. À, chào Minh Thiết Bùi. Xin chào bạn Hiền, đúng cả nhà. Cho nên là thôi, bạn hay thì bạn cứ tìm con đường hay của bạn mà chuồn. Bạn cảm thấy không yêu nghề Lan, bạn cảm thấy không tự tin thì bạn tìm con đường lươn bạn lặn, đúng không? Chứ mắc gì bạn phải đi ngoáy vào đây, đúng không? Còn cuộc sống này, Phạm Tiến Sĩ anh chào em nhé. À, Hữu Tiến, ừ, ngáo đá. À, rồi, cảm ơn bạn. Tôi ngáo đá mà cuộc sống tôi bình yên. Tôi ngáo đá mà cuộc sống của tôi hài lòng. Còn bạn không ngáo đá, nhìn lại nồi cơm nhà mình. Bạn nhé, tôi không chửi bạn. Nhưng mà tôi chỉ mong bạn là hãy phán xét một cách nào đó nó thận trọng hơn, đúng. Con người mà không biết nhau, không thấy nhau mà có thể phán cho người ta là nọ kia. Nhân cách của bạn rẻ mạt. Xin chào Mạnh Trần. Nay có gì hot vậy? À, Năng Miễn ơi, nó cũng như mọi ngày. Nếu bạn nghĩ tích cực cái gì cũng đang hot là nó đang hot, bạn nghĩ tiêu cực là nó không hot. Đấy, có tầm nói tiền của bạn đang có là ngành Lan, chắc hiểu rõ cái hoàn cảnh đó. À, chào Khanh Vũ nhé, đúng cả nhà. Xin chào 145 người đang xem. Thế thì Xuân Hùng có một cái tính rất là thẳng thắn đúng không ạ? Mà mình lên đây mình giao lưu á, thì giống như cả nhà thấy không? Chẳng có cái lợi nhuận gì cho Hùng cả, đúng không ạ? Cũng chưa chắc là Hùng phải đi tìm những cái con người mà có đỏ óc tiêu cực để kết giao đâu ạ. Đúng không ạ? Mà chắc gì mọi người đã thương Hùng đúng không ạ? Nhưng mà Hùng cảm nhận là cứ trân quý mọi người đi. Cứ biết ơn những người đang cho Hùng những cái buổi xem live này đi và đang lắng nghe Hùng nói đi, đúng không ạ? Hùng cứ biết ơn trước, rồi á, mọi việc sẽ đến. Người ta nói cho đi ác nhận lại. Có tâm mắc có tầm, mà có tầm mắc có tài. Mà đã có tài để có tiền. Còn những ai đó thấp tâm, thấp tài, thấp tiền thì thấp cái gì? Mọi người biết rồi đúng không ạ? À, thế mình chỉ dùng đến đấy. Xin chào Hoàng Lĩnh nhá. À... Minh Thiết Bùi, Hùng cảm ơn lời chúc của bạn, mong muốn nhiều điều tốt đẹp đến với gia đình bạn. Ok, cảm ơn Song Nguyễn ạ. Xuân Hùng ở đây thì thực lòng là mình cũng giống như bạn thôi ạ. Có thể không bằng bạn đâu, mình chỉ là một người dân bình thường. Mình cũng có những sự mạch lạc để nói chuyện thôi, chứ còn cũng không phải là triết gia. Cho nên là nhân vô thập toàn hay cái gì mà nó không đúng không hay thì bạn thông cảm. Cho nên là người ta bảo một khi đã lên nói chuyện đó thì nói nó sẽ không nào thập toàn hoàn mỹ được mà. Bởi vì chúng ta là 9 người thì 10 ý. Nó cũng chẳng có cái gì mà để mà chất lọc lại mà đúng hết được đúng không ạ? Hoàng Vui ơi, lâu lắm mới thấy anh like. Xin cảm ơn nhé, xin cảm ơn. Chào Bút Khoai này, chào Đồng Tiến. À, như Duy Đào bảo không hiểu thì là cờ bạc, hiểu thì là làm ăn, đúng. Có nhiều người cũng chơi trò may rủi nhiều lắm. Cứ ghi mẹ con số để ngày mai tính tiếp, mua tờ vé số mà chơi tiếp. À, rồi lại vẫn thấy vui. Nhưng có người là chơi cái Lan, một thì thắng nhiều, hai thắng ít, ba thì thua. Nhưng vẫn thấy vui. Cho nên đó là sự lựa chọn đúng không ạ? Ok, cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Phượng đã động viên em. Đúng không chị Phượng? Thế thì là... À,
Hoàng Hoàng Mạnh nói là làm thế nào để phân biệt Phú Thọ và Bạch Tuyết. Cái đó thì em có thể lên mạng em xem nhiều hơn và có dịp nào vào gặp trực tiếp, chứ còn cái hai cái đó nó khác nhau á, dễ phân biệt lắm ạ. Tại vì là Phú Thọ thì nó nở không đột biến toàn phần, lúc á thì là mũi màu, lúc thì á là đa số mũi màu, lâu lâu mới được tí mũi trắng, đúng không ạ? Còn Bạch Tuyết thì phải là đa số mũi trắng mới đúng. Ok, cảm ơn Tống Trọng nha. Xin cảm ơn mọi người. Vậy thì là Hùng mến chúc tất cả mọi người là luôn luôn là có sự nhạy bén trong cái tư tưởng của mình. Mà đã coi cái ngành kinh doanh nào mà mình chọn nó thì nó không thể một sớm một chiều được. Tiến taxi anh chào em nhé. Còn trong làm ăn cuộc sống thì nó không phải là mới gập ghềnh là mình đã cho đó là sự thất bại hay là sự thua thảm bại. Giống như trong một trận chiến để giành độc lập với cả nhà, chứ đâu có phải là đánh trận là thắng luôn đâu, đúng không ạ? Bao nhiêu năm kháng chiến mới có được sự thành công trong làm ăn, mà mới bắt đầu vào kinh doanh mà mọi người cũng có người đòi thành công ngay. Đồng tiền đó Hùng cũng bán gì ngoài hoa lan với lại bất động sản thôi ạ. Đấy, cho nên là chúng ta phải kiên định một tí, chúng ta phải kiên định một tí. Chúng ta hãy coi cái sự nghiệp của mình là một sự quan trọng. Chúng ta hãy nhìn ngó những người xung quanh để chúng ta chơi, chúng ta đừng quá ích kỷ. Ích kỷ ở cái chỗ là khi mà mọi người đưa đến chúng ta kiếm được nhiều tiền là chúng ta về cười như địa chủ được mùa ấy. Khi mà bắt đầu giá trị lan vừa bắt đầu lãm đạm một tí thì là chúng ta coi như là thất thoát một tí thôi, là chúng ta lúc này toàn thấy đau khổ, oán trách, thù hận, buồn vui. Bởi vậy đấy làm sao gọi là kinh doanh, đấy làm sao gọi là kinh doanh. Còn đó, làm kinh doanh á, mà ngày nay thế này ngày mai thế khác đã thấy thua rồi. Trước khi làm cái gì á, xác định rồi. Những cái người mà họ chơi chơi trò chơi leo núi với lại trượt tuyết á mọi người, lướt ván đó, họ xác định rồi, một khi đã lên ván trượt á, một là vẻ vang, mà hai là gặp thương vong, chứ không phải là tự nhiên tôi muốn thành công mà tôi vẫn muốn an toàn. Điều đấy sao ai chả muốn, nhưng mà muốn để được hay không, muốn để như thế nào, quan trọng phải coi kết quả của mình đã chọn, quan trọng là cái sức mạnh và sự kiên trung của mình nó đến đâu đã. Đấy, cho nên mọi người thấy không ạ? Có rất là nhiều người thì đang rất là vui sướng với ngành hoa lan. Có rất là nhiều người họ mới vào chơi, họ chưa có lợi nhuận gì, nhưng họ chỉ cần hỏi một câu là cái hoa lan đó là rút cuộc là nó có bị sập không? Mình bảo trên thế giới này không có cái gì biến mất trong ngày nay và tháng sau và năm sau được cả. Có những cái đồng tiền ảo mình không thấy gì cả, mà những người đang kiếm tiền tỷ vừa rồi Bitcoin lên, có người lên mua bán tới 1,5 tỷ một đồng, mà hồi xưa mua có nhiêu, có 10 triệu đó. Đúng rồi, Hùng Bùi nói đúng, một xanh cỏ hai đỏ ngực, đó mới gọi là kinh doanh, đó gọi là làm ăn, đúng không ạ? Cho nên đó là những ai đó thà là các anh chị không chơi lan đó, thì các chị ngồi ngoài coi người ta chơi, các chị về làm lại cái việc mình đang làm cho nó an toàn, cho nó sung sướng, đúng không? Cho nó tự tin, đỡ phải đau đầu. Còn đã chơi đó, thì xác định là ngành kinh doanh nào nó cũng phải có thời gian. Kinh doanh mà giống nấu cơm chín lên ăn, ăn xong mà no bụng với ai mà ai chẳng muốn làm, đúng không nào? Nó phải có những cái mạo hiểm. Nơi nào nguy hiểm nhất thì nơi nào an toàn nhất. Muốn thành công lớn nhất đó, thì phải làm cái mạo hiểm nhất. Với thành công mà có những người làm 60 năm cuộc đời đang còn chạy xích lô, đang còn chạy taxi, người ta vẫn kiên trung với công việc của người ta, bởi vì người ta biết rằng là phải làm mới có ăn. Còn kinh doanh lan nó có những người mới làm có vài năm thôi, chục tỷ, trăm tỷ, vài gì, trăm tỷ. Như vậy mọi người mới bắt đầu chơi, cái vào có ít bữa lại cũng muốn bằng cái người mới chơi. Xong bắt đầu nó mà lên xuống một tí bắt đầu hụt hẳn, đau khổ. Lại đau khổ, lại đau khổ, bắt đầu lại để ông Hùng, ông A, ông B, Hùng C, ông D chửi. Trong nhiều ông cứ mẹ ông nhà vườn ông chẳng đi mua, ông không ủng hộ, ông không gì. Ông nhà vườn lớn, nhà vườn lớn thì ví dụ mua 10 cây thì 1 tỷ, nhà vườn nhỏ mua 2 cây thì có 2 tỷ, thì lớn hay nhỏ thì cũng là kinh doanh, thuyền lớn thì sóng lớn, đúng không cả nhà? Kinh doanh của mình mà cứ bắt vàng người khác không? Chả hiểu kinh doanh cái kiểu gì. Ok, Duy Thanh nói đúng, giá đang lên từ bài tuyết là kéo theo nhiều cái khác, đúng rồi. Ai cũng có cái cuộc chơi của riêng họ, ai cũng bỏ đồng tiền ra kinh doanh, chứ cái người vườn lớn là đi cướp được cây à cả nhà, đúng không?
Có nhiều ông á mua có vài cây bạch tuyết, vài cây bảo duy chắc 1-2 tỷ. Hùng mua có những cây ngọc sơn cước Hùng mua cả 5-70 tỷ, 40 tỷ, 30 tỷ. Lại cứ bảo ông vườn lớn ông cũng thế nọ thế kia. Vườn lớn mua 50 tỷ, vườn nhỏ mua 5 tỷ thì thằng nào hơn, thằng nào nhiều, đúng cả nhà. Đấy, khổ chưa? À, cảm ơn Đức Nguyễn nha. Cảm ơn Michael. Cho nên hôm nay quý vị ạ, giá trị trong cuộc sống này thu được về tốt đẹp là kiên trì cộng với lì, già như sắt, bền bỉ không bỏ cuộc. Trong các ngành nghề kinh doanh không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc và dừng lại hẳn. Bởi vì một khi đã giống như các bạn đi thi cái gì đó, vượt lên chính mình đúng không ạ? Các bạn dừng cuộc chơi là đương nhiên là đâu còn cái kết quả mà đâu còn cái phần thưởng nữa. Nhưng mà các bạn còn chơi là còn gỡ, còn hơi thở thì còn gỡ thì sẽ có thành công, đúng không ạ? Xin chào đồ gỗ Ngọc Dung nha. Em chào anh trai Lành Phan. Em chào anh trai, chúc anh nhiều sức khỏe. À ok, đấy cả nhà thấy không ạ? Đấy, Hùng đang trao đổi một cách rất là tự nhiên nữa cả nhà, không có ý gì hết. Hy vọng được á, có thể là ai mà đang nặng quá về tư tưởng thì nghe câu nói mà hiểu được, nhẹ bớt đi một tí. Ai mà đang có một ít tư tưởng, bỏ bớt cái tư tưởng đi và cứ nghĩ đến ngày mai tươi sáng hơn thì bầu trời bình yên trở lại. Xong cơn mưa thì trời mới sáng, đúng không? Chứ chẳng lẽ sau cơn mưa trời cứ tối mãi, thế là xã hội sống trong tâm tối à? Ok, anh Tuyên nói là thanh lọc bớt những thành phần sân si. Ok, cũng đúng thôi. Tại vì sao ạ? Cuộc chơi nào có sự đào thải. Anh tài tìm anh tài, hảo hán tìm hảo hán, đúng không ạ? Tại sao trời sinh ra Thạch Sanh và Lý Thông, đúng không ạ? Chúng ta muốn được tôn vinh mình là Thạch Sanh cũng là do chúng ta chọn. Mà chúng ta muốn thành Lý Thông cũng là do chúng ta tự chuốc lấy. Cho nên vấn đề ở đây á, bớt sân si đi cho nó đỡ khẩu nghiệp. Em chào chị Nguyễn Thị Nga. Còn đã một khi bước chân vào làm ăn kinh doanh là phải chấp nhận rủi ro nhiều hay ít, và phải chấp nhận trả giá với đau thương trong kinh doanh. Các bạn không chấp nhận mà các bọn không chấp nhận, không đánh đổi mà các bạn đòi có ngày mai tươi sáng hơn, cái chuyện ở đâu mà vô lý vậy, đúng không ạ? Và Hùng muốn nói với Đỗ Hoàng, 50 tỷ đi đâu tìm đất rẻ. Ok, bạn nói cũng đúng. 50 tỷ đi mua đất, tìm đất rẻ thì cũng tốt, chứ mua lan cũng chết. Đúng với bạn nhưng mà sai với người khác. Có những người họ mua 50 tỷ lan thì họ mua được mấy trăm tỷ trên đất, họ rất giàu, đúng không? Cuộc chơi nó không có cái gì đúng hết, nó cũng không có gì sai hết. Nó chỉ đúng nhiều và đúng ít, sai nhiều và sai ít với cái thời điểm hiện tại của nó thôi, đúng không ạ? Ok, công vụ nó dám làm thì phải dám chịu anh, đúng không? Tiền của mình buông. Mình buông, mình đầu tư và chấp nhận, có trời có chịu, đúng không ạ? Cảm ơn bác Hậu Sa Long Ma Bo, đúng không nào? Đỗ Hoàng nói là vậy là chưa xem vụ Phước Sang đạo diễn rồi, đúng không ạ? 1 tỷ mà đất có lên đâu, đúng không? Người ta đổi lan mà bây giờ lan lên mà đất chưa lên, đúng không ạ? Cái đó là, cho nên là chưa chắc các bạn thông thái đến bao nhiêu, khôn vặt bao nhiêu cũng chưa chắc các bạn đã là lại tính trời, đúng không ạ? Xã hội bây giờ mà có tâm ác có tầm, có phúc ác có phần, người ta bảo có phần không cần gì lo, đúng không ạ? Cứ khôn ranh vặt vãnh, khôn như các bạn xã hội đầy, với những cái trường hợp cá biệt nhé. Hùng không nói là những ai mà đang tích cực nhé, còn nó là dám làm dám chịu, đúng không ạ? Bản thân Xuân Hùng nói thật với quý vị, đời sinh ra là gia đình nghèo, làm cái thằng công nhân chán quá, cực kỳ chán luôn, cứ ráo mồ hôi hết tiền. Mẹ cứ Tết đến là người ta đi ăn ngon mặc đẹp, mình thì ở nhà thì mình lau chùi cái xe xăng giang rách ngày xưa đi, xong nó lúc hết xăng nó không có tiền đổ. Ông không chịu được, ông bảo mẹ cuộc sống này sống thì cho nó huy hoàng, còn không thì mẹ chết tốt hơn. Và cuối cùng Hùng đánh đổi hết luôn, mẹ máu nước mắt, máu lửa lắm, bước ra làm ăn là chuyên tâm học hỏi, ai nói gì làm đấy, cứ nghe đâu cơ hội chạy đến đấy. Và cuối cùng sao ạ? Ông trời không phụ lòng người. Quý vị thấy không? Quý vị chưa thấy bao giờ Hùng khóc đâu ạ, cứ thấy cười thôi à, đúng không? Bởi vì sao ạ?
chỉ có cái tư duy nó phát sáng ra bằng cái cách lúc nào bạn cũng nghĩ tích cực, bạn lúc nào cũng bác ái bao dung thì lúc đó bạn mới thấy ngày mai. Còn á, nếu như chúng ta mà luôn luôn trong đầu lúc nào cũng chỉ để nghĩ để canh cho cái thằng đó nó hở ra để trách móc nó, để chấp bạch nó, cái thời gian nó mất mẻ rồi. Cái thời gian các anh chị để lấy làm cái điều tích cực để kiếm tiền, kiếm bạn, mối quan hệ với tạo ra tài sản, kiếm được bạn mới kiếm được tiền. Còn khi mà kiếm được bạn, ráng chân quý bạn, lỡ bạn có sai góp ý cho bạn mình, chứ đừng có chửi. À, đấy giống như Thu Lan đang mọc cái con gì đó, cảm ơn bạn nhé. À, bạn dùng cái con đó cho mình thì cũng giống như bạn đang dùng cho bạn. Bởi vì tôi cũng có cái con giống bạn mà tôi không có dùng. À, Lê Quang bảo vậy thì theo bác Lan có lên giá? Có đó thôi, Bạch Tuyết mới 3 triệu rưỡi, 5 triệu, bây giờ lên 10 triệu rồi đó Lê Quang. Quang thấy chưa? Lên chưa? Lên rồi. Như vậy, giả sử nó tiếp tục lên nữa thì sao? Cho nó ra luôn đi anh. Linh coi cái đứa nào mà thành phần nháo nhăng chặn vứt nó đi. Bởi vì sao? Đó nó không phải bằng hữu của mình, mà đó là cái gì ta, ký sinh trùng trong cái cuộc chơi. Mình không thích những con người không chơi lan vào đây chửi tầm bậy tầm bạ. Đúng, có nhiều người đó, ông gặp thời thì ông thắng, ông gặp thời ông thua, tiền của ông mua lan mua đất kệ ông vào đây nói làm gì, đúng. Rất là cảm ơn mọi người nha. À, mình rất là cảm ơn anh em đã giúp cho Hùng. Bởi vì sao, chính Hùng mà nói với những người như vậy là không hay, nhưng mà quý vị giúp cho Hùng như vậy thì rất là tốt, đúng không ạ? Thì các anh chị biết không ạ, chúng ta là những con người khát khao thành công, chúng ta là những người là chắc chắn là cũng là thuần nông ba đời rồi, đúng không ạ? Bần nông ba đời, cho nên là chúng ta không muốn cuộc sống nó khó khăn, đói nghèo, lạc hậu nhiều, nên chúng ta phải đi tìm những cái mới, đi tìm những cái mạo hiểm nhiều để đạt được cái mới, đúng không? Cho nên là thôi thì chúng ta cứ tôn trọng cái ý tưởng của chúng ta cứ tôn trọng những giá trị chúng ta đang làm, đúng không? Còn vấn đề những ai đó ngược lại thì thôi kệ họ, mình chúc họ là gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống của họ, đúng không nào? Mình chúc họ có nhiều giá trị tốt đẹp hơn. Còn bản chất của Xuân Hùng thì cho dù 1.000 người đó nói Hùng là ngáo đá, một người nói là ảo, một người nói gì, thì Hùng cũng cảm thấy gió thoảng mây bay, bởi vì nó không liên quan đến cuộc đời của Hùng. Ngày mai Hùng có gặp khó khăn, Hùng không có cơm ăn, những người đó chẳng mang cho Hùng. Mà biết đâu chừng có khi xã hội nhiều khi vô tình nó qua cái cầu nối nào, chính quyền kêu gọi có thể có một ít cái thiện nguyện của Hùng trong đấy lại mang cơm cho họ. Nhưng mà Hùng cũng mong được điều đấy. Bởi vì sao? Có cho đi thì mới nhận lại. Mà Hùng rất là mong. Đúng ạ, chứ còn nó duy cần nghĩ đúng ạ, rất là mong. Lan rừng mấy nhà này, ok. Cho nên hôm nay Hùng nói thật với mọi người nhé, xã hội mỗi chúng ta là một tế bào của xã hội, một tế bào nhỏ của xã hội. Mà trong một xã hội thì một tế bào này nó gồm nhiều tế bào tích cực này, tế bào tốt này, tế bào có lợi này, nhưng bên cạnh nó sẽ có những tế bào tiêu cực, những tế bào đen tối, những tế bào không có lợi. Như vậy thì xét lại, xã hội đang cần những cái tế bào có lợi. Hùng rất là hy vọng tất cả chúng ta, những anh em, những con người đầy sức nóng, đầy cái bầu nhiệt huyết thành công. Không. Thành công. Chúng ta hãy cố gắng kiên định. Hãy cố gắng làm lên chính mình. Bởi vì chúng ta một con người kiên trung, không vấp ngã, không gục ngã. Đúng không? Một là xanh cỏ, hai là ngực. Chơi được thì dịu được. Nhưng mà tôi tin chắc, có làm thì sẽ có ăn, mà càng làm thì sẽ càng ra kết quả. Chứ cứ ngồi nghỉ đó và chờ đợi số phận, cứ nói là tại số phận, tại cái gì. À, con người ta là người mà không thành công là hay đổ thừa đổ lỗi lắm. À, hồi đó lẽ ra tôi thành công rồi chứ đâu phải anh cha Hùng, nhưng mà tại hồi đó tôi thấy gì đó. Hồi đó đáng lẽ nó thua tôi, nhưng mà tại vì nó làm trước tôi có mấy tháng nữa đó cả nhà. À, thôi cái đó thì Hùng nghe rất là nhiều, cho nên Hùng muốn nói với mọi người là thành công đến với những con người tích cực, bầu nhiệt huyết và khí nóng, luôn luôn khát khao thành công, luôn luôn tìm kiếm cơ hội và luôn luôn nghĩ đến ngày mai tươi sáng hơn, luôn luôn biết cảm ơn, luôn luôn giàu lòng vị tha. Và đặc biệt những con người mà mình vừa nói trên đó, lại không cam tâm thấy người thân mình khổ, bố mẹ mình phải ăn mì tôm, con cái mình phải ăn mì tôm đi học. Cho nên Hùng rất là khâm phục, kính phục mọi người. Hay là có những ai đó Hùng chưa gặp được,
hãy cho Hùng gửi đến trong đáy lòng mình, đến tất cả các anh chị, lời khâm phục sâu sắc nhất. Từ lòng ngực, từ trái tim. Bởi vì sao ạ? Xã hội sẽ cần rất là nhiều. Cần nè, những anh hùng lực lượng vũ trang, những công an để bảo vệ an ninh tổ quốc. Những cô chí, chú, bác sĩ, anh chị em tình nguyện là bảo vệ trong vụ Covid vừa rồi, để giúp dân giúp đời. Cần lắm những con người anh tài làm lên một ít tài phú, bớt ra một chút miếng đói bằng gói khi no, đưa đến những số phận ngặt nghèo. Dân có giàu thì nước mới mạnh, xã hội mới công bằng và dân chủ mới văn minh được, đúng cả nhà. Giật dọc còn nhiều, cướp bóc còn nhiều, là đó là do tiêu cực còn nhiều, lười nhác nhiều, muốn ăn mà không muốn làm ít mà muốn được nhiều, hay nản lòng, hay bỏ cuộc, hay trách móc mà muốn thành công, đúng không? Cho nên hôm nay Hùng trao đổi một cách rất là thẳng thắn. Nếu như lỡ Hùng có thẳng thắn quá, có gì đụng chạm hay sai với ai đó nghịch lỗ tai, cho Hùng xin lỗi, đúng không? Chẳng có gì cả, lỡ sai thì Hùng xin lỗi thôi ạ. Nhưng mà nếu đúng á, thì rất là mong chúng ta cùng đồng hành trong ngành hoa lan này. Hãy biết động viên lẫn nhau, hãy biết bảo ban lẫn nhau, nhìn nhau mà sống, nhìn nhau mà làm. Quảng Hiếp ơi, hay là bắt tay một phát vào trong Bình Phước này, gặp nhau cái coi phép láo hay thì mình biết luôn này, đúng không nào Quảng Hiếp à? Mình thấy bạn để Quảng Hiếp là biết bạn hiếp trí hiếp óc, ở sao sao bạn cứ chửi người ta để làm gì? Trước khi bạn chửi tôi phép hay láo, bạn vào coi hoàn cảnh cuộc sống của tôi rồi bạn hãy nói. Nếu tôi dám hứa với bạn, tôi thua bạn, tôi cổng bạn cả đời. Còn nếu nói sai á, thì bạn đừng xin lỗi tôi, mà bạn xin lỗi bạn cái mồm của bạn một tí nhá. Còn cuộc sống này á, mỗi người có mỗi những cái giá trị thành công trong cuộc sống riêng, mỗi người có một cái giá trị phấn đấu riêng. Còn không ai hơn ai, không ai đúng hơn ai. Còn Hùng á, thì đang luôn trong lúc nào cũng trong tinh thần phấn đấu, học hỏi, muốn làm lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên rất là mong muốn. Còn Hùng á, cũng rất là kính mong được giao lưu với tất cả những anh em trên toàn quốc. Những ai đó giàu bác ái, giàu yêu thương, có nhiều cơ hội tốt, chỉ bảo cho Hùng để Hùng học hỏi thêm và làm ăn kinh tế thêm. Còn những ai đó đủ đầy rồi thì chúc mừng các bạn. Ok, rất là chúc mừng bạn Quảng Hiếp. Ngày hôm nay bạn chửi rất hay, bạn thành công rất là lớn. Chúc mừng bạn nha. Thời gian còn đấy, tôi mong nhiều điều tốt đẹp đến cho bạn. Đúng, Sắc Nguyễn vừa nói một câu, Quảng Hiếp đọc cái comment của Sắc Nguyễn dùm cái nha. Đúng rồi, mọi người thấy đúng không? Mình á, là mình đang đến với nhau bằng những cái khúc tâm sự, đúng không? Thay vì mình á, là nhà sát nhau hay là bạn thân gần nhau á, thì mình bước sang mình uống trà, cà phê, mình tâm sự, mình hỏi han nhau, đúng không? Động viên nhau. Còn nếu như mà nhớ xa thì mình dùng những cái công nghệ Facebook 4.0 phát triển để mình động viên, khích lệ nhau, trao đổi với nhau, đúng không? Còn nếu như ai cảm thấy không thích thì cứ tự do thôi thì ra, chứ bắt gì phải vào đây phải nói nhiều cho nó khổ ra. Cảm ơn Tiến Nguyễn nhá. Rất là cảm ơn bạn, bạn đã cho tôi lời động viên. Bởi vì trong cái thành công thì luôn luôn nó đi cùng với những cái điều là tiểu nhân phá đám, đúng không ạ? Quý nhân phụ trợ cũng nhiều, động viên khích lệ Xuân Hồng cũng nhiều, cảm ơn Xuân Hồng cũng rất là nhiều. Nhưng bên cạnh nó phải có một chút là tiểu nhân phá đám. Bởi vì trong Phật Pháp nói sẽ có ma phương, đúng không ạ? Phật Pháp luôn luôn dạy chúng ta là tốt, dạy chúng ta làm người lương thiện, dạy chúng ta biết bác ái yêu thương, dạy chúng ta biết giàu lòng vị tha. Nhưng bên ma vương quỷ quái thì lại xui chúng ta đi ngược lại để bị đọa đày đó. Và ngày hôm nay thì Hùng không hiểu về Phật Pháp bao nhiêu, nhưng Hùng tưởng là nó như Hùng tưởng tượng như vậy đó. Cho nên bây giờ muốn có cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn, ngày mai tốt đẹp hơn, thì phải có được cái sự lắng nghe, giống như là một bông lúa, đúng không? Lúc nào gục đầu xuống thì biết được, còn cái các bạn nó cứ ngẩng đầu lên thì lúa lép, đúng không? Ai cũng hiểu điều đấy. Cho ra đảo đi anh, lan rừng mái nhà, xin cảm ơn nhá. Đấy. Ok, chào Đồng Nguyễn Hải, xin chào em năm mới nha. Ok, chào Dự Danh Đỗ, xin cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay thì nói chung rất là cảm ơn các anh em, các bạn bè thân hữu. Hôm đó là không có sự chuẩn bị gì hết trong bữa livestream hôm nay, do khá chàng. Thú thật mọi người luôn nha, bữa nay Hùng chưa ăn trưa đó. Bởi vì 12 giờ Hùng lên live, đút cơm cho con ăn xong rồi lên live.
à, dụng cụ thì coi như rời rạc không tìm thấy, máy thì có vấn đề. Nhưng mà cái giá trị tích cực ở đây là mình nghĩ là phải làm những điều mình muốn làm. Còn á, những cái vấn đề gì của bản thân mình á, khó khăn và đau khổ giải quyết sau chứ không đem vào đây để trách móc thì hơn mắc đó. À, Trường Giang ô chiếc và em thích ngắm bảo gì của anh cơ, anh cắt mất rồi Trường Giang ơi, bây giờ nó chỉ còn có ở cây cũng anh vừa cắt ngọn, nó chúc anh cho em ngắm chút ha. Ok, thế thì thời gian nó cũng không có nhiều và đã làm phiền quý vị trong thời gian quá dài rồi. Ông xin phép được xuống live, nhưng mà trước ấy thì có hứa với bạn Trường Giang là cho ngắm chậu bảo duy một tí, thì hôm mà mời cả nhà ngắm tí xíu ha, còn ai đó ấy thì cũng thông cảm ha. Đấy Trường Giang này, cái cây bảo duy đây anh vừa mới cắt cái ngọn này, mọi người thấy không ạ, mới cắt cái ngọn này và đây cái thân thủ của nó đây ạ, mọi người thấy được không ạ? Ok đúng không ạ, bảo duy đây ạ. Thôi thì của mình chơi đúng không ạ, ai họ không thích thì thôi đúng không ạ. Ok đây mầm gốc đang ra hai cái đúng không ạ, đây minh châu đây cả nhà, châu này đấy, lá xẹt như cái quạt cả nhà thấy không ạ. À, bảo duy mà to thì đây cái thân già đây cả nhà. Đấy Trường Giang, cái bảo duy là bữa em nói là cái thân to này này. Anh đã cắt đi ươm, bây giờ cho bà xem cái thân nó thôi ạ. Cắt mất tiêu à. Đúng không Trường Giang ơi? Đây. Bảo duy này cắt rồi này đúng không? Đang treo này. Khoảng 40 mắt đây. Xin chào Trần Tám, cảm ơn nha. Đấy, bảo Duy đây. Thân thủ nó như thế này đây. Đúng cả nhà. Không cắt xong đi ươm mà đó cả nhà. Đó. Còn đó là cuộc sống á, thì mỗi người, mỗi hướng đi đúng cả nhà. Ok, Trường Giang ngồi chiếc nha, hôm bữa lên thấy mẹ đúng không ạ? Á hậu đây thân mẹ của cái cây mình mới cắt ươm này cả nhà, cắt ươm đấy giờ nó lên cái mầm non này cả nhà. Cái này dự tính là nhiêu, lại khoảng cỡ mét 8 mét 9 giống mẹ nó nữa này cả nhà. Ok đây cả nhà ngắm tí yên thủy xem này đấy. Minh Châu rồi cả nhà. Ok hôm nay gấu trúc đây cả nhà, khi khi mới tách trứng được khoảng 1 tháng rưỡi rồi. Hùng xin mến chào tất cả mọi người nha, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, thành công hơn trong cuộc sống, hẹn gặp lại quý vị trên đỉnh thành công nha. Xin cảm ơn nhiều nha, cảm ơn mọi người đã khích lệ động viên Hùng nha, xin cảm ơn ạ, bye bye. Quá tuyệt vời, rất là cảm ơn những trái tim và like của mọi người.